nước sôi, nước sôi. Em mời cho chị cái nước tương nha. Dạ. Chị Bảy ơi, chị Bảy, có canh bàn số 5 thêm nước tương nha. Trời ơi, con nhỏ mà giọng khỏe quá ta. Giọng em còn lớn hơn nữa chị. Chị, khi mà thịt chín á thì chị phải ăn liền, chứ đừng để nguội. Khi mà để nguội á thì thịt sẽ rất là dai. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Vâng em nha. Chị Bảy, chị Bảy, khách bàn số 5 còn nước tương nha. Bye bye. Ủa, em đi đâu mà bận đồ lộng lẫy vậy? Cửa mắt nữa hả? Working with the dog. Working with the dog. Dắt chó đi vào. À. Em đi nha. Đi thôi, Harry. Mình đi vô, mình thử đi. Sao vậy? Sao nói chuyện mà không trả lời? À, ý em nói là không có tiền á, vô thử cũng vậy à đúng không? Ừ, cũng đúng. Vậy thôi. Công nhận á, chân chỉ với đôi giày á giống như thuộc về nhau vậy đó. Mời chị xem. À, tiếc quá, mấy cái này không có đủ tầm với chị. Thôi, để bữa khác mà có hàng mới về chị ghé xem ha. Dạ. Cảm ơn em. Xin lỗi em nha, hư lắm. Đi về. Chị đi đâu vậy chị? Chị giải quyết chuyện này cho em chứ. Ờ, chị mới thay mặt Harris xin lỗi em rồi đó. Xin lỗi? Nó cắn nát đôi giày 10 triệu của shop em là xin lỗi là sao chị? Ví dụ như mà mình đi ăn nhà hàng, mình làm bể cái ly, nhà hàng có bắt mình đền không ta? Chuyện cái ly với chuyện đôi giày nó hoàn toàn khác nhau chị. Chị phải giải quyết cho em. Chị cho chị đi về đi chứ chị ở đây chị không có tiền đền. Chị vừa nói giày ở shop em không đủ đẳng cấp cho chị, bây giờ chị nói chị không có tiền. Chị không có tiền chị vô đây rồi thử giày làm gì? Chị thử cho biết. Thử cho biết. Không có tiền. Chị không có tiền. Tiền trong túi của chị nè. Có, chị có tiền. Là chị dạ rồi có nè, giấy này chị đem theo để hút phân cho Harris, sáng giờ xài mấy miếng còn 2 miếng, còn 12.000 để tí đi xe buýt về. Chị nói gì vậy? Nhưng chị sang trọng vậy mà không có tiền, tin nổi không? Em cũng bất ngờ vậy chị phải không? Chị đi đâu vậy? Chị đền. Chị đền mà. Đền gì? Cầm đi. Coi có cấn được gì thì cấn. Đôi giày này chị mua 15 triệu á. 15 triệu? Em thiếu chị lại 5 triệu nha. Chị nói cái gì? Mấy cái đôi này ở ngoài cửa hàng Sida đầy mà. Ừ là sao chị? Em hiểu chị mà phải không?
Nói tóm lại là chị giải quyết cho tôi cái vụ này. Đôi giày 10 triệu. Harry, đừng nhào vô cắn robot nha. Đó để cấn nợ đó. Đây là đau gì trời. Đau chân chết luôn. Nó bụng á. Ủa, là quán thịt nướng nè. Ủa, ê, chào chị. Ờ, là em. Ơi, để tôi dọn cơm cho hai cậu nha. Dạ. Ủa, mà Lâm Chi đâu? Lâm Chi đâu? Ủa, giờ là nó chưa về nhà hả? Ủa, đâu có. Em thấy Lâm Chi khoe với em là đi coi ca nhạc để gặp Sơn Tùng mà. Chứ Lâm Chi không đi với hai anh hả? Hồi chiều tôi cũng thấy nó đi theo hai cậu mà. Thôi chết rồi. Tôi với ông Chi ra kiếm nó. Đi. Mới bay lớn à, mà ăn quịch rồi hả? Trong mình không có tiền mà đòi ăn thịt nướng là sao? Sao bà dám đánh con hả? Đồ đáng ghét. Cái gì mà đáng ghét? Ăn quịch mà còn hỗn láo nữa hả? Làm chi? Làm chi? Làm chi? Con không có được gì nữa nha. Làm chi? Con á. Làm chi? Đi đâu vậy? Anh hai ơi, cái đồ đáng ghét này này dám quýnh cho tay em á. Ủa sao tự nhiên mà đánh em con vậy? Cái cô bé này nè, nó vô quán tôi nó ăn hết 8 phần thịt nướng mà nó không trả tiền. Anh hai, móc tiền ra trả cho bà sợ. Dạ, đây con trả cho. Bao nhiêu vậy bà? 2 triệu tư. Cái gì? 2 triệu tư? Một mình nó mà ăn 2 triệu tư hả? Chỉ là số lẻ, em còn có thể ăn thêm được nữa. Thôi im đi. Nhưng mà bà ơi, ở đây con còn có 1.3 triệu với mấy chục ngàn à. Đi theo chi cho khổ vậy trời. Thôi, chốn em chi, cho giờ em khổ gì trời. Nấu nữa. Ê, cẩn thận cùi lửa, cẩn thận cùi lửa. Chào quý khách ạ, à, đây. Đừng nóng nha, cẩn thận. Dạ rồi. Dạ, chú quý khách ngon miệng ạ. Dạ. Ê, nước sôi. Nước sôi. Em mời cho chị cái nước tương nha. Dạ. Chị Bảy ơi, chị Bảy. Có khách bàn số 5 thêm nước tương nha. Trời ơi, con nhỏ mà giọng khỏe quá ta. Giọng em còn lớn hơn nữa chị. Chị, khi mà thịt chín á thì chị phải ăn liền, chứ đừng để nguội. Khi mà để nguội á thì thịt sẽ rất là dai. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Vâng em nha. Chị Bảy, chị Bảy. Khách bàn số 5 còn nước tương nha. Dạ dễ thương quá chị ha. Dạ, tụi con xin lỗi. Anh hai ơi, mình đi taxi về nha, chân em đau quá. Tiền anh trả nợ cho em hết rồi, tiền không đi taxi, chỉ cần đi xe buýt thôi. Thôi, em không đi xe buýt đâu. Không đi thôi, đi bộ đi. Sao chưa chịu về? Đến đây luôn hả? Tại chân em đau quá, cõng em à.
Không biết sao hai đứa mình là anh em nữa. Nhìn một trời một vực, chả giống chút nào hết. Người ngoài nhìn vô tin hai anh em ruột có sợ. Cái gì vậy? Là hai anh em có khác. Nè, ăn đi. Hả? Bạn nói thiệt đó hả? Hỏi hoài, người ta thương người ta mới cho ăn, hay là muốn người ta ghét? Vậy cảm ơn bạn nhé. Nãy giờ tụi mình cũng ăn nhiều rồi. Thôi, ngồi đây ăn hết cái dĩa này. Tụi mình tính tiền rồi á. Thôi mình đi. Mà quên, ăn không hết á, nhớ gói đem về nha. Rồi chuông 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 quá à, ước gì nó là em gái ruột tôi luôn. Thôi tụi mình đi. Cảm ơn anh Chi